Dạ, em xin chào anh chị, chào cô chú. Hôm nay em lên một số cây hồng mỹ nhân đang nụ với lại một số loại hài combo cho cô chú anh chị sưu tầm nha. Thì hồng mỹ nhân đang nụ ở đây có 3 cây như anh chị thấy đây. Nụ này. Về mấy bữa là có hoa chơi nha anh chị. Khỏi sợ nhầm cây lẫn cây vào đâu hết, 250 một cây. Cây dài này 300 ngàn. Hơn 20 phân. Mầm gốc đẹp hết luôn, hồng mỹ nhân bạch tuyết ba mầm gốc, năm cánh trắng thảo nguyên hai. Ở đây có một combo 500 ngàn, một cây hồng tâm, một cây hồng gia lai và một cây hồng mỹ nhân đang có hai cái nụ đây đó. Ba cây này 500 ngàn, tính ra cây có trăm mấy. Hồng mỹ nhân cũng một cây mỹ nhân đang nụ, một cây hồng sexy và một cây hồng yên thủy, 400 ngàn cho ba cây này, combo 400 ngàn. Ở đây combo năm lại, năm cánh trắng 300 ngàn, một cây năm cánh trắng Hà Tĩnh, một cây năm cánh trắng Lâm Đồng, một cây năm cánh trắng Hồng Yến, một cây Phú Thọ và đây là một cây năm cánh trắng núi Chúa, 300 ngàn cho combo này. Đây em có chậu hồng mỹ nhân đang nụ, chậu to nha chị nha, nụ quá trời nụ đây. Chậu gỗ mầm gốc này, một mầm gốc khỏe, hai mầm gốc khỏe. Đây có mầm gốc nhỏ đang lên nè, một. Đây cái nữa là hai. Bên này mầm chưa lên, nguyên cái thân này là chưa lên mầm. Ủa lên chưa? Đây, của nó đây. 2, 3, 4. Bên này một cái nữa là 5. Hiện tại đang có 5 mầm gốc. Bên này có 3 cái kỳ, 4 cái kỳ. 1, 2, 3, 4. 4 kỳ nhỏ thì cái kỳ lớn nhất lên mầm gốc rồi. Đó, chậu lớn đẹp. Chậu này sang năm là đẹp luôn á. Chậu này thì anh chị nó lấy thì 1 triệu em bao ship tận nơi. Anh chị về chỉ vì chơi thôi. Hài, ở đây em có một cái hài Calurum. Hoa của nó hài thì hoa nó rất là bền và hoa đuổi. Hoa này, một nụ, hai nụ, ba nụ. Đang có hoa luôn. Bụi nó to như này. 500 ngàn. Đây em có một cây năm cánh trắng Thiên Minh. Cây thì trồng trong cái chậu nhỏ xíu này. Cây này, chậu này về thay là đẹp luôn á. Thì đang có một mầm gốc, hai mầm gốc, ba mầm gốc, bốn mầm gốc, năm cánh trắng bệt mũi trắng Thiên Minh. Ủa ba mầm gốc với cái này là một mầm, này là một kỳ mà nó khỏe như mầm gốc luôn. Đây thân già nó còn gãy mà nó còn y nguyên đây. Bên này có hai cái thân tơ, hai cái thân tơ thì em thấy thân này thúi mất tiêu rồi, thúi mà nó khô rồi nha chị nha, nó không có lây nữa đâu. Đó ở trên này còn y nguyên, còn một thân này cũng ngon lành đây, thân này còn ngon lành đang ra nụ. Cây này năm cánh trắng bệt mũi trắng nên nụ mới đầu nó có màu là bình thường nha chị nha. Nếu mà anh chị chơi bệt lâu rồi biết em bảo hành. Cây này cây nhà em, anh chị khỏi phải lo. Sau rồi nó xanh dần ra, bởi vì nó cây bệt mà, lưỡi nó bệt thì nó không thể nào mà cánh của nó không thể nào mà trắng 100% được, nó sẽ khói hai ba, khói một hai ba ngày á, hai ngày, một ngày sau nó mới trắng. Lâm sung hay là năm cánh trắng bỏ tòng đều vậy. Cái này lá tròn, thân thủ đẹp lắm. 300 ngàn cho cả chậu này nha anh chị. Về thay chậu là sang năm có một chậu to đùng chơi luôn. Bầu rượu thì em vẫn còn đây. Vườn em lúc nào cũng có. Đang bây giờ đang chuẩn bị trồng lại. Mùa nhổ lên rồi trồng lại, cứ cuối mùa nhổ lên trồng lại. Thì vẫn củ to 20 ngàn. Hàng giống, hàng ký nè. 120 một ký, gãy đầu, gốc. Đó. Cu nhỏ. Đầu gãy đây. Đó. 120 một ký làm giống nha anh chị nha. Củ này thì 15 ngàn một củ. Anh chị về trồng là đẹp luôn. Mầm mùa này đang lên rất là ghê đây. Đó. Về là nó ăn ra đất một phát là lên thôi. Kiếm, kiếm xích ngọc trắng, kiếm xích ngọc đột biến trắng 200 ngàn. Hai mầm tơ đây, 1 2. Kiếm vàng Tây Ninh
200, 150 thôi. Đây, đây em còn tép nữa, lấy hai tép, hai tép 200. Kiếm vàng Tây Ninh nha anh chị nha, hai tép 200.000, còn lấy một tép là 150. Kiều thủy tiên, kiều hoặc là thủy tiên vuông, kiều vuông, hoa xuân đột biến trắng 300.000 một chậu. Này thì đẻ nhanh lắm, về trồng ra là nó ra rễ là nó ăn màu thành bụi to lắm. Hoa này cuối năm có hoa chơi rồi. Đây em còn một cái combo hạt đỉnh. Hạt đỉnh em đây đã có cây này, cây hạt đỉnh vàng. Cây này cây hạt đỉnh trắng. Cây này cây hạt hạt đỉnh nâu. Và cây đây có một cây đang nụ. Đâu? Đó, cây nhỏ này là cây hạt đỉnh hoa, hạt đỉnh cánh vàng. 1, 2, 3, 4 loại 600.000. Hạt đỉnh nâu thì bình thường, còn hạt đỉnh vàng này thì cũng bình thường nha anh chị nha, sưu tầm giống như có thôi. Còn cây hạt đỉnh trắng này thì khá hiếm. Và cây hạt đỉnh cánh vàng, cây hạt đỉnh cánh vàng cũng rất là hiếm. Anh chị nào có chơi địa lan thì nên sưu tầm loại này. Hoa của nó đều là hoa cuối năm, cuối năm và kéo dài qua đầu năm. Nói chung là hoa nó tùy năm, có khả năng chơi Tết được. Nếu mà anh chị canh thì vô nó vô Tết rất là ok. Ngồng hoa của nó cao. Cây trắng này thì nó thấp này. Còn cây vàng này, cây trắng với cây vàng này thì thấp. Còn cây nâu với cây cánh vàng á, hoa nó cao phải cả mét, mét rưỡi á. Combo này 600. Anh chị nào mà lấy chơi. Đây có combo không có cây vàng thì nó 400. Nó có không có cây cánh vàng á, 400. Đang có hai cái combo đó anh chị sưu tầm thì báo em ạ. Ổ rồng em vẫn còn, ổ rồng Coronarium, ổ rồng Hotomi. Chào rồi, em xin chào anh chị. Hẹn gặp lại anh chị trong những clip sau ạ.